Chào mừng các em đến với trang web loigiaihay.com. Hôm nay cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành và hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi của bài số 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỷ 15. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần ôn tập và củng cố cuối bài câu số 2 ở trang 84 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7. Nội dung của câu hỏi số 2 đó là hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trước khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh. Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa trước khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh đó là thứ nhất, về nguyên nhân bùng nổ thì đó xuất phát từ do chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh và hậu quả của những chính sách đó đã dẫn đến sự bất mãn, căm thù của nhân dân. Nguyên nhân thứ hai đó là xuất phát bởi lòng yêu nước, bất khuất và nhân dân ta ở nhiều nơi đã đứng lên khởi nghĩa. Tiếp theo đó, đặc điểm của cuộc khởi nghĩa đó chính là thứ nhất, về lãnh đạo thì chủ yếu là các quý tộc nhà Trần như là Trần Ngỗi hay Trần Quý Khoáng. Thứ hai, về thời gian hoạt động thì nổ ra sớm, ngay từ khi quân Minh đặt ách đô hộ ở Đại Việt đã nổ ra liên tục và hoạt động, tuy nhiên thì chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn. Về phạm vi hoạt động thì các cuộc khởi nghĩa đã diễn ra lẻ tẻ trên phạm vi cả nước. Kết quả đạt được đều dẫn đến kết quả chung đó là thất bại. Vậy nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trước khi có khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh đó là thứ nhất, các cuộc khởi nghĩa thiếu liên kết, chưa có sự phối hợp để tạo nên một phong trào chung, thống nhất. Thứ hai, đó là nội bộ những người lãnh đạo có mâu thuẫn, thiếu đoàn kết với nhau, làm cho sức chiến đấu của cuộc khởi nghĩa suy yếu. Và nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là các cuộc khởi nghĩa này vẫn thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn để soi đường. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy truy cập vào trang web loigiaihay.com để cùng chờ đón những bài học thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.